Xin chào mọi người. Đây là một buổi chiều làm việc của mình. Và mình đang làm vi sinh. Đang ngửa đi. Để bệnh phẩm dịch âm đạo nhé. Trước tiên mình sẽ ghi mã code là tên bệnh nhân và cái lam kính này. Viết đều lam khô cố định. Đây là đèn cồn. Chờ một lúc xong mình mang đi nhuộm phương pháp gram. Hóa chất chờ khoảng 10-15 giây và mình sẽ rửa. Mình đang rửa này. Cho nó khô rồi mình đập trong kính hiển vi nhé.